Nếu tôi có một quyển nhật ký, tôi sẽ ghi lại căn nhà nhỏ trong khu rừng lớn của chúng tôi khi chúng tôi rời khỏi đó để đi đến vùng biên giới thổ dân. Ba nói chúng tôi phải đi nơi khác bởi vì bây giờ có quá nhiều người đến sinh sống trong khu rừng và không có đủ thú rừng cho ba săn bắn nữa, nên ba lo chúng tôi sẽ bị đói. Có thể sẽ không bao giờ được gặp lại ông bà, dì Dosika, dì Ruby và chú Rót nữa. Dù điều này làm tôi buồn, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng việc đến một nơi mà tôi chưa bao giờ đến là một điều tốt. Chúng tôi sẽ đi đến nơi có đất đẹp hơn. Bà đã bán căn nhà, đất đai, những chú bò. Bà đóng gói đồ đạc dù không biết có chứa hết không. Tôi rất mừng khi ba mang theo cây đàn vì nó tạo ra âm thanh rất vui tai. Sẽ phải ra đi. Nhưng tôi biết sẽ không có gì xấu xảy ra khi tôi có ba và Jack bên cạnh. Jack là người bạn tốt nhất và chân thành nhất. Bà nói sẽ không có gì tốt hơn một chú chó giữ nhà. Tôi thậm chí đã không khóc chút nào, ngược lại còn rất vui. Tôi cười hoài vì chúng tôi sắp có một nơi ở mới với những niềm vui mới. Con muốn những con ngựa riêng của chúng ta. Bà nhớ những con ngựa nhỏ đó, nhưng chúng quá yếu không thể đi xa được. Bán cho Bill có khi lại tốt cho chúng hơn á. Nhưng chuyện gì xảy ra với chúng chứ? Có thể người nông dân nào đó sẽ đến và mua chúng. Chúng sẽ được nuôi lớn và con sẽ có một chú ngựa khác vào hè này. Bà sẽ mua một con khác sao? Không. Nó sẽ sinh một chú ngựa con đúng không ba? Đúng vậy, chúng sẽ được sinh con. Caroline, các con xong chưa? Xong rồi anh. Quần áo đã khô hết rồi.
Tốt lắm. Những con ngựa đó nhìn có vẻ rất khỏe mạnh. Đúng vậy, chúng rất khỏe mà. Mình có thể đặt tên cho nó không ba? Ba nghĩ nên đặt tên cho nó và xem như là người trong gia đình á. Con muốn đặt tên con này là Betty. Nó sẽ là Betty. Chị nên gọi nó là bé thôi, vì nó là được. Laura, con bé lớn rồi, nếu không biết phân biệt được cái thì lớn chuyện đó. Đúng vậy sao? Vậy thì bé sẽ cùng đi chúng ta tiếp thôi. Em bé Karina. Các con đi vào chỗ hết chưa? Dạ rồi. Được rồi, Kansas chúng ta sẽ đến đây. Nhưng giờ vẫn chưa đến. Có thể băng qua được không? À, tại sao lại không? Nhưng những con sông rộng hơn sau những cơn mưa, nhìn vết bánh thì biết là có xe ngựa đã vượt qua đây rồi. Dòng nước chảy xiết quá. Em đừng lo, xe ngựa chắc, ngựa thì khỏe, chúng ta sẽ ổn thôi. Đi nào, nào. Nghe đẩy xe. Xe. Đi thôi. Ba ơi, con không thấy sáng đâu. Các
con ổn chứ? Tụi con không sao đâu mẹ, Carrie chỉ thấy sợ thôi. Jack đâu rồi ba? Chắc là đang tắm dưới sông á. Ba sẽ tìm nó. Con ngựa vô đi, đừng lo, anh sẽ quay lại ngay. Anh có nghĩ là nó chết đuối rồi không? Chắc là vậy. Ngày mai chúng ta sẽ tìm tiếp. Bà đã đi dọc sông nhưng không thấy gì hết. Mình sẽ xoay sở ra sao nếu không có nó đây. Anh sẽ đi xem mấy chú ngựa. Nóng lắm, không đi bộ được đâu. Con không nóng, nhưng cũng phải đội nón vô chứ. Ánh nắng mặt trời và gió sẽ làm hư da con đó. Em cứ kệ nó đi. Con bé đang buồn đó. Các con ngủ hết chưa? Chỉ còn Laura thôi. Còn lâu nữa không sao? Anh cũng không biết nữa. 3 ngày trước chúng ta đã băng qua Kansas rồi. Anh đang tìm kiếm điều gì? Anh sẽ biết khi thấy nó. Nhưng bọn trẻ đã mệt lắm rồi. Và dường như chúng không còn sự hăm hở nữa. Sợ ổn rồi Caroline. Ở lại chỗ cũ chúng ta sẽ không có tương lai. Làm gì quần quật mà chỉ đủ ăn thôi. Anh muốn điều tốt cho gia đình mình. Anh muốn 160 mẫu đất do chính phủ cấp. Và khi đó chúng ta sẽ có cơ hội trồng trọt và thu hoạch mùa màng của riêng mình. Ba ơi, con nghe tiếng gì đó? Chỉ là tiếng gió thổi trên cỏ thôi. Không phải tiếng gió đâu.
Chúng ta đi xa lắm rồi, sao nó có thể tìm được? Là bản năng và tình yêu. Chúng con cảm tạ Chúa vì đã mang anh bạn tốt như vậy cho chúng con. Con xin lỗi bà. Về chuyện gì con gái? Con xin lỗi vì đã nghĩ bà không quan tâm tới chết bị chết đuối. Không quan tâm hả? Ba đã tự trách mình vì không để nó vào trong xe khi qua sông. Ba đã không để ý đến việc nó đã mệt. Ba thấy có lỗi khi để nó bị chết đuối. Nhưng ba lại chỉ nói là ba rất tiếc vì chúng ta không còn chú chó gì ở nhà. Ba đã không nghĩ ra từ ngữ để diễn đạt tình cảm từ trái tim mình. Con nghe thấy không? Nghe gì vậy ba? Những ngôi sao đang hát những lời vui mừng đó. Con sẽ được nghe nhiều hơn. Chúng là chim Dickie Sò. Là chim Dickie sao? Sao chị lại ngốc tới vậy hả? Chúng tên là Dickie Sò. Kệ chị chứ, chị thích gọi chúng là Dickie đó thì sao? Kinh Thánh nói là không nên cãi nhau trước bữa ăn sáng đâu nghe hai đứa. Kinh Thánh không nói vậy đâu sao? Chẳng là phải có chứ. Đừng quên cách ăn uống văn minh con gái. Dù chúng ta đang ở cách xa những người văn minh hàng trăm dặm, anh nghĩ những người sống vùng độc lập sẽ không vui khi em nói họ không văn minh à? Sống vùng độc lập sao? Ừ. Chúng ta gần tới rồi hả? Theo anh tính thì có khoảng 40 hay 50 dặm nữa. Em chờ mong tới lúc đó quá. Ta không đến đó. Sao lại không chứ? Nếu như tìm được thị trấn và mọi người ở đó, vậy thì sẽ tốt hơn mà anh. Mình đi xa như vậy không phải đi nhìn thấy thị trấn. Ba con bị sao vậy mẹ? Ba chỉ mệt thôi. Cũng giống như mình vậy đó. Caroline! Mau đến đây! Nhìn nó xem. Chỉ cần nhìn nó thôi, xanh tươi và màu mỡ. Có nước trên những quả đồi và cây cối nữa. Chúng ta đến nhà rồi. Đến nhà rồi. Của chúng ta ở đây. Chúng ta sẽ đặt cửa sổ ngay đây. Gia đình Ingo này sẽ ra sao ha? Giờ điều cần làm là dựng nhà.
Được rồi, được rồi, em ngồi nghỉ đi. Em không sao đâu, anh đừng lo. Hai chúng ta đều phải nghỉ ngơi. Em ngồi xuống đi. Em hãy làm những gì chỉ dành cho phụ nữ thôi. Em đã nói là em ổn mà. Anh không thể nào giữ nhà một mình được. Anh không nên lập nghiệp tại nơi không có sự giúp đỡ. Anh thật có lỗi khi mang em đến đây. Không phải lỗi của anh đâu. Chúng ta ở đây vì đó là điều mà anh muốn. Anh đã dẫn em đi xa gia đình em. Giờ nói chuyện đó có ý nghĩa gì không? Anh ở đâu thì đó là nhà em. Anh và các con mới là gia đình của em. Caroline, anh yêu em. Caroline, chúng ta có một hàng xóm nè. Có người khác sao? Đúng vậy. Họ có con gái chứ. Không không, anh ấy tên là Edward, còn độc thân. Anh ấy sống ở nhánh sông gần đây. Ngày mai anh ấy sẽ đến giúp chúng ta dựng nhà. Anh ấy thật tốt bụng. Edward rất tuyệt, em nhất định sẽ thích anh. Em đoán là em sẽ thích anh ấy. Thiếu chút nữa là được 3 mét. Con có thể làm được không bác? Không dễ vậy đâu. Trừ khi con có một thanh xương gươm để luyện tập. Con có thể thử nếu muốn. Nào nhanh lên, chu miệng ra rồi ngoáy miệng một chút. Làm theo bác đi. Ngoáy miệng. Chuẩn bị chưa? Vậy được rồi, con làm đi. Nhắm thẳng mục tiêu, sẵn sàng. Lo ra. Con nghĩ con đang làm gì vậy? Bác Edward đang dạy con thổi bong bóng đó mẹ. Bong bóng hả? Anh có nghĩ là việc này sẽ có ích cho con bé không hả, anh Edward? Tôi không biết có ích hay không thưa cô, nhưng chắc chắn sẽ có lợi cho việc hít thở. Bác nên làm việc thôi. Tôi làm việc đây, thưa cô. Anh ta không văn minh chút nào. Công nhận là anh ấy có hơi khô khan. Đó là vì anh ấy không có cơ hội được ở cạnh một người phụ nữ tốt để tập quen. Em có thể hình dung ra kiểu phụ nữ mà anh ấy quen. Em không thích anh ấy gần gũi với lũ trẻ đâu sao? Đặc biệt là Laura. Không hiểu sao con bé lại rất thích anh ấy. Anh cũng thích anh ấy vì anh ấy rất tốt với chúng ta. Anh mong em sẽ là một công dân thân thiện. Em là một công dân, nhưng em sẽ không thân thiện. Không biết là anh ta có đi nhà thờ không nữa. Anh nghĩ đó không phải là tiêu chuẩn để phán xét một người. Thậm chí có khá nhiều người ngoan đạo nhưng lại thẳng tay bòn rút của những quả phụ già nuôi nghèo nàn. Anh kiểm tra ngựa xong rồi, em đi ngủ với anh chứ. Ngủ ngon. Em sẽ thân thiện, nhưng đó không phải là điều em muốn. Ngủ ngon. Em không nghĩ là nó nhỏ đâu. Em thấy nó rất chắc chắn mà. Theo anh thì chừng nào chúng ta có thể dọn vào đây ở? Ngay sau khi lột máy lên. Chuyện đó mất khoảng bao lâu? Ngày mai chắc là xong. Ngày mai sao? Anh không thể lập xong mái nhà trong vòng một ngày được. Anh có thể lấy tấm bạc kéo căng để làm mái nhà. Em thích không? Có. Em phải chuẩn bị bữa tối rồi. Anh Edward, ở lại ăn chung với chúng tôi nha. Mong anh đừng chê, chúng tôi chỉ có thịt thỏ hầm và bánh hớp thôi. Cô đừng khách sáo quá, dạo này tôi ăn quá nhiều thịt bò rồi nên ăn một bữa thanh đạm cũng tốt. Làm gì tiếp thôi.
Anh chơi đàn cũng tốt lắm đó Ingo. Của anh thì nhảy rất giỏi anh quá. Chơi thêm chút nữa đi ba. Không được đâu, tới giờ đi ngủ rồi con. Tụi con có thể thức thêm một chút nữa thôi được không mẹ? Không, đã quá giờ ngủ rồi. Ngày mai còn phải làm việc nữa, chúng ta cần được nghỉ ngơi. À, chắc chắn là vậy rồi. Tốt hơn bác nên đi về thôi. Được rồi. Ê, cô bé nó nè. Được rồi các con, đi ngủ thôi. Cảm ơn rất nhiều thưa cô. Tôi chưa từng ăn món thịt thỏ nào ngon như vậy. Những chiếc bánh hấp và nước sốt tuyệt vời của cô không còn dư vì tôi đã hút sạch sẽ như những cái đĩa mới. Cảm ơn anh. Được rồi, hẹn gặp lại, chúc ngủ ngon. Vậy cẩn thận, tôi sẽ đến thăm anh nha. Ừ, anh nhớ đến đó. Hãy thanh hương đó lối của đàn Tucker, không nhanh chân không kịp về nhà ăn, nhớ rửa chén dưa mỗi khi ăn vừa xong, không để dơ mà còn dùng vào lần sau. Nếu có một cuốn sổ để ghi lại, tôi sẽ ghi lại rằng đó là một buổi tối rất vui vẻ, mặc dù tôi cũng phải đi ngủ sớm. Quét sàn nhà dơ chán lắm phải không em? Chúng ta cũng chỉ có vậy thôi mà. Để khi nào rảnh anh sẽ làm một cái sàn gỗ. Anh sẽ làm những thứ tốt nhất. Em không phàn nàn gì hết. Em chỉ lo chuyện học hành của bọn trẻ thôi. Giờ em có thể dạy được, nhưng Mary ước mơ sau này sẽ trở thành một cô giáo. Con bé cần được đào tạo chính quy anh à. Tới chừng đó rồi tính cũng được mà Caroline. Anh xin lỗi. Còn một chuyện nữa, em không biết các con mình sẽ lớn lên như thế nào nếu chúng không được đi nhà thờ. Đây là nơi mà chúng ta có thể gần Chúa nhất rồi em à. Anh nói thật đó. Đừng lo lắng nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em không nhận ra gì sao? Ở đây chỉ có chúng mình. Anh thấy sao? Đến giờ Patty vẫn còn khó chịu hả ba? Ờ, có hơi khó chịu, nhưng chắc là do nó đến gần ngày sinh nở thôi. Liệu nó có chết khi sinh không hả ba? Nó sẽ không chết. Đừng nghĩ tới chuyện không may con gái. Chúng ta không thể lo được nếu không có nó. Nó sẽ không sao đâu, đúng không ba? Chắc chắn nó sẽ không sao. Ngày mai em phải giặt rất là nhiều đồ đó. Để em ra nhánh sông lấy nước về.
Nếu ra thẳng đó thì dễ hơn chứ. Em sẽ giặt đồ như những người phụ nữ thổ dân ở đây. Nếu phải sống như họ thì em sẽ sống trong lều. Anh cá đây là chiếc lều sạch nhất ở biên giới á. Khi nào chúng ta sẽ gặp người da đỏ vậy? Chị mong là không bao giờ gặp. Em cũng nghĩ giống như con bé. Đừng nói tới họ nữa, em không mong được gặp họ đâu. Vậy sao chúng ta lại đến biên giới của họ chứ? Việc đi đến biên giới của người da đỏ và việc muốn gặp họ là hai chuyện khác nhau. Ước gì em có thể viết thư cho mọi người. Chắc họ cũng muốn biết mình sống như thế nào. Vậy viết đi. Làm sao gửi thư được? Khi nào vô dùng độc lập mua hàng, anh sẽ gửi nó giùm em. Khi nào anh đi? Để anh xem. Làm xong cho ở cho mấy con ngựa anh sẽ đi liền. Lập mái nhà bằng gỗ, đào giếng nước, xây lò sưởi để em có thể nấu nước bên trong. Tất nhiên là phải làm thêm một cái lỗ trên mái nhà để khói bay ra theo cách dân da đỏ đã làm chứ. Nên làm chỗ ở cho ngựa trước. Nếu không chó sói có thể vào bắt chúng. Con đi xem tình hình của Thái Tiên nha ba. Để mẹ đi xem cho. Con cứ ngủ đi. Đến giờ hai đứa đi ngủ rồi. Không còn sớm nữa. Mơ đẹp nha. Chúc ba ngủ ngon. Còn con Laura, đừng lo lắng nữa. Betty sẽ ổn thôi mà. Cô hiểu không? Dạ ba. Được rồi. Mơ đẹp nha. Đã xảy ra chuyện gì vậy bác? Để bác nhớ coi, con gấu già này và bác đã chạm trán với nhau ở trong rừng. Kiểu như vô tình con gặp bác vậy đó. Bác và nó cứ đi vòng quanh. Cuối cùng khi không thể chịu đựng được nữa, bác liền nhìn thẳng vô mắt nó và nói rất to: nếu muốn chết đói thì đứng im đó đi. Con biết nó đã làm gì không? Dạ làm gì? Nó làm lơ rồi chỉ đánh hơi và đi chậm chậm. Chỉ một con cá bơn là giải quyết được vấn đề rồi mà. Edward, đây, giúp tôi một tay đi. Ba của con là người rất siêng năng đúng không? Ba con đang lo về chó sói, mình phải làm chỗ ở cho ngựa trước khi bé sinh con. Bác đoán sau khi ra đời chú ngựa con đó sẽ rất giỏi. Dạ đúng. Laura. Từ từ thôi. Thế đi không sao chứ ba? Nó không sao con à. Nó sẽ sinh trước buổi sáng. Lo ra, sao con không vô nhà ngủ một chút đi con? Nhưng con muốn nhìn thấy ngựa con ra đời. Cho con bé ở lại đi. Được chứng kiến một sự sống mới bắt đầu cũng tốt mà. Xong mái nhà con không thấy bác Edward. Bác ấy phải coi nhà cửa của mình chứ. Con nghĩ bác ấy không ghé qua là vì bác biết mẹ không thích. Ba hoàn toàn có biết có chuyện đó nha. Con biết tại sao mẹ không thích rồi. Con nói thật không? Vì bác ấy khẹt nhỏ. Caroline, cẩn thận coi chừng nó bắn vào mắt em đó. Chỉ có khói làm cho em cay mắt thôi. Anh phải cẩn thận nha. Anh biết mà. Con ở nhà nghe bé con. Ước gì con có thể đi. Con đừng lo.
Ngày nào đó ba sẽ nói mẹ cho con đi săn chung. Ngoan nha. Nhà mà có nhiều người thì vui hơn. Là ba xảy ra chuyện gì không? Không có chuyện gì đâu. Ba con biết cách tự chăm sóc cho mình mà. Sót, làm em lo quá. Sao anh về trễ con vậy? Con đã rất sợ đó ba. Con thì không, chỉ hơi lo một chút thôi. Không cần lo, chỉ là ba đi xa hơn dự định thôi. Ba bắn được con gấu nào không? Không, ba không hơi tới như vậy. Được rồi, các con đi ngủ đi. Giờ ba về rồi, không cần lo nữa. Ôi, ngủ đi. Ngủ ngon, Gary. Anh ổn chứ? Anh ổn. Để em dọn bữa tối. Có món thịt hầm ngon lắm. Nghe ngon đó. Em có cho thêm bánh quy theo cách mà anh thích nè. Thank you.
coi đi. Chúng sẽ đi khỏi đây chứ? Chúng không đói lắm. Chúng sẽ rời đi và ngủ trước khi mặt trời mọc. Sao chúng lại đến đây hả? Ba nghĩ chúng theo ba về. Mà nè, nếu ba kể thì con giữ bí mật chứ. Nếu không mẹ sẽ lo đó. Trên đường quay về ba đã nhìn thấy chúng. Có khoảng 15 con lần. Rồi chúng nó đuổi theo sau ba. Betty đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cắt đuôi chúng được. Ba đã làm gì? Ba bỏ lại con thú ba săn được để chúng phân tâm và ba có thể chạy thoát. Nhưng ba đã không hoảng sợ. Ba có sợ một chút. Trước giờ con cứ nghĩ là ba không sợ gì. Đừng để ý nghĩ đó đánh lừa con. Ba cũng biết sợ như mọi người thôi. Nhưng ba không sợ như mẹ. Đúng vậy, ba không sợ như mẹ. Vậy nên việc con giữ bí mật rất quan trọng. Con hứa con sẽ không bao giờ nói ra chuyện này. Con ngoan lắm. Ngày mai chúng ta phải làm thêm một cánh cửa nữa.